không sợ để em quán này có 2 tầng. Ngày xưa là tầng 1 nó cũng rất là rộng, nhưng bây giờ mình đang sửa rồi, phải tính tiền hết lên tầng 2. Giờ chỉ có là hai tầng 2 thôi. Quay sát các bạn xem nhé, đây là Dopado Pizza. Nó ở khu ở số 70 TT4 khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà. Mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem này. Món ăn nhẹ ở đây cũng rất nhiều thứ này. Giá cả rất chi là phần trăm. Bên pizza thì có rất nhiều loại, có size M và size L, tùy cho các bạn là ăn loại nào thì chọn loại đấy. Có rất nhiều pizza như hải sản hay là xúc xích, sườn có hết, nấm tôm. Ở đây có cả các loại cơm, cơm văn phòng cỡ nhỏ, có nhiều loại. Đồ uống cũng có rất nhiều loại cho các bạn lựa chọn, từ nước ngọt cho đến các loại nước ép hoa quả hay trà, bia, kem cũng có nhá. Được chưa? Đây, bây giờ mình sẽ chọn loại này. Chọn cái này đi nhỉ? Chọn size M nhé. Ừ, chọn size M đi. Em ơi, đây, xem cái này nhé, cái này size M, T1. Ờ, nước thì chọn có coca tươi không? Nhưng mà coca lon. Coca lon thì được, hai lon. Thì có muốn gọi thêm salad mà có gì ăn? Còn pizza thì mình chọn cái Seafood Wonder Premium. Nó bao gồm cái thành phần của nó bao gồm có này, tôm cuộn, khoai tây chiên này, tôm sú và mực tẩm, mít topping, hành tây, ớt Đà Lạt, nấm, sốt cà chua, phô mai, kem khoai lang. Cái pizza ở đây nó rất là đặc biệt, bởi vì cái vỏ của nó làm được bằng bột khoai lang ấy, ăn nó rất là thơm và giòn. Mình ăn ở đây cũng khá lâu rồi nên hôm nay mình đi review lại cho các bạn xem cho nó chất lượng nó có còn được như trước không. Món salad trắng miệng thì mình dùng cái salad vườn xanh đây, 55k, giá khá rẻ. Nó bao gồm có rau xà lách, cà rốt, bắp cải tím, cà chua, bi, ô liu, sốt Thousand Island. Thousand Island. Thousand Island là gì? Đây là salad vừa gọi ra nhá, nhìn hấp dẫn chưa? Ở đây có này, có cà chua baby này,
xà lách này, bắp cải tím, và cái này là quả ô liu, thêm quả ô liu này, cà rốt này, và cái này là cái gì đây? Rau mầm. Ừ, không phải rau mầm, là cái gì? 5k khá là rẻ, mà đĩa khá là to. Lúc mới ăn là cảm giác nó hơi một xíu mặn, nhưng mà không phải bị mặn đâu nhá, không có vị hơi mặn mặn thôi, nhưng mà mình nghe kỹ một tí là rất chi là béo, béo ngậy, rất dễ ăn, nó nói rất chi là ngon. Ô liu còn tốt cho sức khỏe nữa các bạn, ô liu còn tốt cho sức khỏe nữa. Ừ. Thời gian vừa rồi thì cũng mấy tháng rồi mình chưa đến đây, hôm nay mình đã quyết định là quay trở lại đây để review cho các bạn xem. Là các bạn khi mà đến khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà chơi thì các bạn sẽ vào đâu, ăn cái gì? Thì mình nghĩ là các bạn nên chọn cái hãng pizza này. Cái này của nó là Avado Pizza, ở số 70 CT4 khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà. Các bạn đến đây thì hãy chọn cái quán này. Quán này mình ăn nó vừa ngon vừa rẻ. Mình chưa ăn pizza ở đâu ngon như ở đây đâu. Chua baby không ạ? Cứ sắp màu đỏ quá, nó có vitamin A tốt cho mắt. Mình nhớ ngày xưa như là mình học về quy tắc của ăn là cứ hai xanh một đỏ, có nghĩa là hai thứ rau xanh sẽ ăn một thứ rau đỏ. Rau xanh thì thường nói đến bổ sung về vitamin E, đỏ là vitamin A. Nói chung là cứ da và mắt hai cái đấy có lợi là đều xài hết. Mắt mình cái salad ở đây họ trộn khá ổn, vị rất là vừa, không bị ngọt quá, không bị chua quá. Nhựa cho nhiều sốt quá thì nó sẽ gây nên cái vị chua hoặc vị quá ngậy, nhưng họ cho ở đây rất là vừa, nên mình nghĩ rằng là chọn ở đây là một cái sự chọn hợp lý. Đấy là theo quan điểm cá nhân mình. Đặc biệt cái ô liu đen ở đây này, cái này mình thấy nó là màu đen này. Ăn rất là ngon, nó không bị mặn, vị của nó là vị thêm một vị của muối nhưng không phải là vị mặn, ăn nó vừa béo, ăn xong cảm giác rất là béo và ngậy, dễ ăn. Nên cái đến không có ai nói nó dễ dàng hơn. Tí nữa mình sẽ gọi từng thứ một ở đây để review cho các bạn xem. Đây là ăn những thứ ở đây thì vị nó sẽ ra sao. Cứ từ từ mà ăn, hôm nay có cả buổi sáng rồi nên cứ ăn tẹt. Tôm này.
Đấy. Đây các bạn nhìn đây nhá. Đây là cả tiền đây của nó là phô mai này. Phô mai đây. Có ớt này. Cà rốt này. Nấm này. Ô liu này. Đây là tôm nõn này. Đây là tôm nõn này. Tiền này là phô mai hết. Còn cái đế của nó là được làm từ khoai lang, bột khoai lang nên ăn rất là thơm và đặc biệt. Cái này là ở cái chỗ khác là mình ăn không được ngon như đây đâu. Ở đây lần đầu tiên mình ăn và đây là mình thấy rất là hợp lý rồi. Nên là thường là mình ăn ra thì mình đến đây. Mình đã thử các món khác rồi nhưng không được ngon bằng món này. Bây giờ chúng ta sẽ thử. Chú đang ăn thử cái gì đấy? Đây là đang ăn ấy, đang ăn tôm cuộn. Cái này nó là khoai tây cuộn tôm. Đây là phô mai. Ngon thật. Chấm với cái tương tài rất là ngon. Rất hợp. Đấy là tương ớt mà. Chờ nó ăn nó cái gì? Tương ớt đây chú ạ. Tương ớt. Mình phải đánh giá nó là số 1 đấy. Mình đặc biệt thích ăn nhất là cái viền này. Bởi vì cái viền này thứ nhất là nó có nhiều phô mai, thứ hai là rất nhiều cái nhân khoai lang. Cái viền này, đây, các bạn nhìn. Đấy, rất là nhiều cái nhân khoai lang. Đấy, cái phần màu đây, màu là ngà giống như kem này. Ăn giòn phía ngoài, mềm phía trong. Nó là cực ngon. Thơm.
hơn một giòn. Cho tương ớt ở bên cà, các bạn chẳng nên hợp cái vị gì để chấm vị đấy. Và đây là mình chọn tương ớt. Cái lượng phô mai ở đây ấy, họ cho cũng không quá nhiều, nói chung là nó rất vừa. Vì nhiều phô mai quá thì ăn nhất là nó ngấy, hay là nó mất hết cái vị của bánh. Kết hợp vừa phải này ăn dễ hơn, ngon hơn, nhìn nhiều. Đây có cả hành tây không? Hả? Lúc nào mình lấy một chút thì uống một chút coca vào, không nhạt hết. Tiếc là đây họ không có coca tươi, nếu có coca tươi thì uống thích hơn. Vị nó dịu hơn, coi coca non. Khi các bạn mà tính khu đô thị Sông Đà là chơi ấy, ngoài pizza nó có rất nhiều các loại cửa hàng khác ở đây, đặc biệt là khu Hàn Quốc rất là đông. Người Hàn Quốc mở cửa hàng đấy đông lắm, đủ các loại từ ăn uống tẩm ướt massage cắt tóc bội đầu đủ loại cho nó spa. Các loại giá của Hàn Quốc thì nó sẽ nhỉnh hơn so với Việt Nam mình, nên là chắc chắn là người Hàn người ta làm, người Hàn họ cắt luôn. Cái này chỉ là người Việt mình, người Việt mình tận đa là vào đấy là. Đối với các quán, đối với các spa thì mình không nói, nhưng mà riêng của các tóc thì là người Hàn họ mở ra, họ làm luôn, họ trực tiếp họ làm. Các bạn có thể yêu cầu. Cái khu này thì gần cạnh đây thì có thể sang Garden, Green Garden. Nếu là khu trung tâm thương mại và các khu phía Big C ở dưới nữa. Tầng 1, tầng dưới tới tầng hầm. Tầng 1, tầng phía phía Big C. Mất tầng 2, 3, 4. Nói trung tâm thương mại. Những quần áo, mỹ phẩm, giày dép, đủ các loại một thứ gì đó. Có bạn nào bạn nữ nào mà là tín đồ của Shiseido thì có cái đại lý của Shiseido ở dưới Green Garden đấy, ở dưới cái siêu thị Green Garden đấy, đấy là họ bán chính hãng luôn đấy, và đấy là có thể hoàn toàn yên tâm tin tưởng mới mua này.
phong cách thiết kế ở cái khu này nó cũng rất hay. Nó là các cái tòa nhà cao tầng to bao quanh, bên trong các tòa biệt thự hoặc các căn shop to, nó giống một cái tòa lâu dài xây dựng kiên cố bao quanh xung quanh, vòng xung quanh, phần trong nằm giữa của nó là các căn shop to và các cái căn biệt thự. Đến cuối cùng đây, ngon thật đấy. Giờ mình gọi thêm cái gì để ăn. Tây phủ phô mai, bỏ ngò, sốt thịt bò, chua hành tây phô mai, tông quận hay tây kiên, là cái tông quận vừa rồi đấy. Hay tây kiên đấy. Mình thì gọi thêm đồ nhưng mà đây là hết mất rồi. Kem thì mùa này họ ngừng bán. Hoa quả thì cũng ngừng rồi. Được ép hoa quả thôi. Mà bây giờ Ấn Độ vừa mới đang uống cái này. Có khi là mình xin kết thúc video ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình để mình có động lực để làm các video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau nhé. Chào tạm biệt.